xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tìm hiểu tiết học phần tiếp theo, đó là bài 89, bài yếp, ước. Các bạn lắng nghe cô đọc nhé. Yếp, trong vần yếp có âm IE đứng trước, âm tờ đứng sau. Các bạn đánh vần IE tờ yếp. L yếp liếp, sắc liếp. Các bạn quan sát, ở đây cô có một tấm liếp. Cái tấm liếp này được đan bằng tre và nứa để dùng để che chắn nha các bạn. Cô có từ tấm liếp. Các bạn lắng nghe cô đọc. Yếp, liếp, tấm liếp. Cô và các bạn sẽ cùng sang phần tiếp theo nha. Ước. Các bạn lắng nghe cô đọc. Ước. Trong phần ước có âm ư đứng trước, âm bờ đứng sau. Chúng ta đánh phần ư ơ bờ ước. Mờ ước mướp, sắc mướp. Rồi, các bạn quan sát khăn canh này, các bạn biết quả gì đây không? À, đúng rồi đấy, đây là quả mướp. Các bạn có thấy nhiều không? Đây là một dàn mướp nha các bạn. Cô có từ dàn mướp. Các bạn lắng nghe cô đọc. Ước, mướp, dàn mướp. Rồi, bây giờ cô trò mình sẽ cùng đọc lại nha. Yếp, liếp, tấm liếp. Ước, mướp, dàn mướp. Rồi, bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu các từ ứng dụng ngày hôm nay. Rồi, các bạn thấy ở đây như thế nào? Rất là đông người đúng không? Mọi người đi lại rất là đông đúc. Thì mình có từ đó là nườm, nượp. Trong từ nườm, nượp, tiếng nào mang vần hôm nay cô dạy? À, đúng rồi đấy. Tiếng nượp mang vần ước. Hôm nay cô dạy với các bạn. Rồi, mình sẽ cùng tìm hiểu từ tiếp theo nào. Rồi, các bạn thấy ở đây là hình ảnh gì đây? À đúng rồi, đây là hình ảnh mẹ đang ướp cá nha các bạn. Cô có từ ướp cá. Vậy bạn nào cho cô biết trong từ ướp cá tiếng nào mang vần hôm nay cô dạy? À đúng rồi, đó là tiếng ướp mang vần ướp hôm nay cô dạy. Mình cùng sang từ tiếp theo. À các bạn thấy học sinh đây đang được xếp hàng này nha. Đây các bạn đang ra về và xếp hàng như thế nào? À đây các bạn xếp hàng nối tiếp nhau. Cô có từ tiếp nối. Vậy trong từ tiếp nối tiếng nào mang vần hôm nay cô dạy đấy các bạn? Bạn nào biết chưa? À đúng rồi, đây chính là tiếng tiếp mang vần yếp hôm nay cô dạy. À bây giờ cô mời các bạn quan sát trên màn hình nha. Rồi cô đố các bạn, đây là rau gì nào? À đúng rồi các bạn nha, đây là rau diếp. Vậy trong từ rau diếp tiếng nào mang vần hôm nay cô dạy nào các bạn? À đúng rồi, đó là tiếng diếp mang vần yếp hôm nay cô đã dạy các bạn. Và bây giờ mình đã tìm hiểu bốn từ ứng dụng ngày hôm nay, thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc lại bốn từ ứng dụng nhé. Rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp. Và bây giờ cô trò mình sẽ cùng đọc lại toàn bài. Yếp, liếp, tấm liếp, ướp mướp, dàn mướp, rau xiếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp. Rồi các bạn quan sát cho cô bức tranh này xem là các bạn trong tranh đang làm gì đây nào. À đúng rồi này các bạn. Các bạn trong tranh này ấy, đang chơi một trò chơi, đó là trò chơi cướp cờ nha các bạn. Rồi bây giờ cô có một đoạn thơ ứng dụng và với trò chơi cướp cờ ngày hôm nay. Các bạn lắng nghe cô đọc nha. Nhanh tay thì được, chậm tay thì thua. Chân rộng giả vờ, cướp cờ mà chạy. Vậy trong đoạn thơ ứng dụng cô vừa đọc, bạn nào cho cô biết tiếng nào mang vần hôm nay mình học? À đúng rồi, đó là tiếng cướp mang vần ướp. Hôm nay cô trò mình đã cùng tìm hiểu đấy. Rồi bây giờ cô sẽ cùng với các bạn đọc thầm bài thơ ứng dụng ngày hôm nay nha. Bạn nhìn theo tay cô chỉ và các bạn đọc nhé.
cô và các bạn đã cùng nhau đọc xong bài hôm nay. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết bài. Viết bài viết hôm nay chúng ta có hai phần, đó là phần yết và phần ướp. Hai từ đó là từ tấm liếp và từ giàm mướp. Các bạn bây giờ quan sát cô rèn viết cho các bạn nha. Các bạn đặt bút lên đường ly 2, viết con chữ Y, nối liền con chữ E, nối liền con chữ P. Điểm dừng bút trên đường ly 1. Nhấc bút, viết dấu chấm trên con chữ Y và dấu mũ trên con chữ E. Tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ ghi phần ướp. Các bạn đặt bút trên đường ly 2, viết con chữ U, nối liền viết con chữ O, nối liền viết con chữ P. Các bạn dừng bút ở đường ly 2. Nhấc bút, viết dấu râu của con chữ U và con chữ Ơ. Sau đây chúng ta sẽ viết chữ ghi tấm liếp. Các bạn đặt bút trên đường ly 2, viết chữ tấm, khoảng cách một con chữ O, các bạn viết con chữ L, nối liền chữ ghi phần yết. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ giàm mướp. Các bạn đặt bút dưới đường ly 3, viết chữ giàm. Khoảng cách một con chữ O, các bạn viết con chữ M. Nối liền viết chữ ghi và ướp. Kết thúc bút là một đường ly 2. Nhấc bút các bạn viết dấu râu của con chữ U và chữ Ơ. Dấu sắc các bạn đặt lên con chữ Ơ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện nói nhé các bạn. Cô có bức tranh thứ nhất. Các bạn quan sát cho cô, các bác nông dân đang làm gì đây nào? À đúng rồi, các bác nông dân đang còn cấy lúa. Vậy nghề nghiệp của các bác nông dân này gọi là gì? À đó chính là nghề nông nghiệp các bạn ạ. Rồi, cô có những nghề tiếp theo. Các bạn cho cô biết đây là những nghề gì? À đây là nghề giáo viên, đây là nghề xây dựng, và đây đó là nghề bác sĩ. Vậy bố mẹ của các bạn nhà làm nghề gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bố mẹ về nghề nghiệp nhé. Vậy bài học luyện nói của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nghề nghiệp của cha mẹ. Rồi, chúng ta đã vừa rèn đọc bài ngày hôm nay. Bây giờ cô có một phiếu bài tập cho các bạn để củng cố lại những kiến thức các bạn đã đọc nhé. Bài tập số 1 đó là bài nối. Các bạn phải đọc kỹ tất cả các từ trong này, sau đó các bạn sẽ nối thành câu có nghĩa. Bài tập số 2 là điền ướp, yết hay ướp. Các bạn quan sát bức tranh và điền cho phù hợp với những từ ở dưới này. Bài tập số 3 đó là các bạn rèn viết. Các bạn chú ý rèn viết chữ ngay thẳng và rõ ràng nha. Và khi hoàn thành xong bài tập này, các bạn nhớ nhắc ba mẹ đó là chụp hình và gửi qua Zalo cho cô nha các bạn. Chúc các bạn một buổi học thật là thú vị.